luôn. Ayo, xin báo trở lại với channel của Gáo Ca nha anh em ạ. Thì hôm nay Độ mua một cái sản phẩm cực kỳ là chất lượng luôn. Nó gồm hơn 20 triệu anh em nhá. Thì hôm nay cho Độ bóc tem luôn anh em này. Đây là Lê Đình Độ anh em này. Thôi giấu. Thế giấu rồi. Đình Độ. Bùn. Độ bóc đi. Bóc đi. Độ bóc đi. Đang run lắm. Nay Độ mua anh em ạ. Nên là mình sẽ quay cái video tập hợp cái quà này lúc 20... À. Bùn. Hôm nay Độ mua anh em ạ. Nên là Độ sẽ bóc cái món này ra. Cái này là trong trị giá 20 triệu anh em nhé. Thì đố anh em biết trong này là cái gì? Khui quà, khui quà. Khua quà đâu quà. Độ mua hàng giờ cho Độ đập hộp. Đập hộp mà. Bạn đã bảo họ ghi cái tên là Ronaldo ở đây rồi. Kinh Độ nên là lần đầu tiên thôi. Tiền lần đầu tiên chi một số tiền lớn này thôi. Đúng rồi. Dừng lá luôn. Run lắm mặt bó bóng bạn. Thôi đây bạn hỗ trợ cho tí. Hỗ trợ bạn đi. Đây, cưa mạnh như thế này. Rất là cưa mạnh. Độ chưa bóc hàng nào. Mà anh em cũng bảo là lâu ngày không thấy anh Độ ở đâu. Thì hôm nay anh Độ ở đây nhá. Mới thì đã bóng về. Đại gia lâu ngày ở ẩn. Đây bóc này này. Cái này trong này là 20 triệu đấy anh em ạ. Nó chất lượng lắm. Đây để bạn cắt này cho tí tự bóc. Bên trong lại là viên gạch thì đúng đau. Không bắt nhưng mà bạn cầm nhẹ không mình ạ. Nhẹ không mình. Ê, bóc được. Chiến đấy nhỉ. Ui ui. Này cho khách. Phê mến. Nè. Đấy. Mà nhắc nhộn nha. Hơn 20 triệu anh em nhá. Độ chơi căng ghét luôn. Cái chữ alpha gì này. Alpha à? Alpha. Ui. Được lớn luôn. Cái này nó bằng cái mà mến đang cầm trên tay. Kỹ càng nhỉ. Kỹ càng đấy, bạn tiện nó bóc hộ Độ luôn. Độ dén đấy. Đồ hàng chục triệu cơ mà làm sao mà kỹ càng. Dùng Độ dùng tay không bóc. Không bóc được. Như một cái xe máy thu nhỏ này kia mày. Bằng quầy và đít. Đây bóc nó đi. Bạn cũng dùng lắm. Đây. Được. À đây bóc được. Trong này nó là viên gạch thì đúng đâu. À. À có cái thẻ nhớ rồi. Cái giống thẻ bạn. Được tặng cái thẻ này. Mua thằng này được tặng cái chỗ chứ. Hôm qua bảo nó không tặng. Mà đòi thêm 8 lít thì chịu. Cái thẻ của ấy. Em sẽ tặng thêm các camera. Độ mà mua cùng với cái lăng bạn mua này thì tặng thêm có pin. Giỏi. Cái lúc ấy nó mới ra ấy. Giờ nó ra rồi nó không khuyến mại thêm nữa. Đây. Cái thẻ này cũng cái thẻ này cũng nhiều tiền phết đấy, không ít đâu. Thẻ này nhiều tiền phết đấy. 32GB 4K ấy. 4K này. Thế. Quay led căng luôn. Đây. Tiếp mục chính, bóc cái Độ. Hồi hộp phết mọi người. Nôn à 32GB. Cái Độ quay cái Độ quay video kia thì chắc là quay trong một tháng. Tháng mới giải đấy. Nhưng mà cái máy quay nó tốn nhiều dung lượng hơn. À nó hình ảnh nó nét hơn. Nó nét hơn, nó lặng hơn. Đấy, số bảo hành các thứ này. Quay trong này miếng này. Đấy, Độ bóc lên. Cái gì đây? M10 gì này? ZV-M10. À đây rồi. Đây, đầy đủ luôn đó, đấy chưa. Cái này là cái gì? À cái cục lông mọn bảo hộ đấy. Ừ đúng rồi. Đây. Cái cục chính. Dường như nó lắp cho rồi ấy. Nó lắp cho luôn. Lắp rồi. Lắp rồi. À đây. Thế bạn tháo thẻ nhớ. À đây. Ui đấy. Quái này tay cầm sao đây. Ui dừng mấy bóng. Thơm nữa. Tầm hình nhựa đi. Tầm hình nhựa nhỉ. Ui tầm hình nhựa. Ui nét chưa. Ủa sao máy Độ khác nhỉ. Bạn nhìn nó khác lắm. Ừ sao máy Độ đời mới. Không giống. Tầm mấy khác. Ừ chứ Sony này bằng nhau này. À, máy Độ giống không? Giống. Khác, máy của Độ có chữ 4K này mà không có. Máy Độ led hơn. Đúng không? Có mấy kia cái nông nó chè. Không có, của bạn trước không có cái chỗ chữ này. À đây. Quay sao? Đó, thôi. Máy Độ đời mới. Này cũng 4K ZV em 10 này. Có cái chữ 4K này không? Có chữ này á? Ừ. Sao anh không để ý? Đấy. Nông nó chè. Lông che. Vâng. Lét chưa? Ui, tắt hơn con quay anh em nhá. Tắt hơn con quay em pha ấy. Không có pin nữa. Chưa. Có pin này. Chưa pin. Đây. Tắt đi. Rút nào. Pin thì chất lượng lắm. À, bây giờ thì chưa dùng được, phải về sạc. Ừ, đúng rồi, phải sạc. Cái gì? Chứ nó sợ lỗi. Ừ. Nó sợ lỗi, nó không mấy chưa có bản thế đấy, đúng không? Đây pin ít lắm, đây anh bóc này ra cho Độ. Không có cái ấy này, không có cái đế này. Đế nào? Có cái đế như thế nào? Không, cái để nắp ở chân quay ấy.
Nắp chân cây làm gì quá đâu. Ông phải có cái chốt để nắp. Ở đây nó không người ta không tặng cái chốt. Tặng chốt. Này dài. Tặng chốt lại đấy luôn cái kia. Tưởng người ta tặng chốt. Không có. Từ từ nhưng mà họ có hướng dẫn là sạc như thế nào đã. Nắp vào sạc được. Đây cái thẻ này, thấy chưa? Xịn chưa? Ý tí luôn người. À đây thẻ này. Thẻ này. Úi giời, 32GB. 32GB dùng không biết bao giờ mới hết đây. Đấy, đúng như rồi. Này em sao bao giờ hóng được. Lắp được hay để mặt lắp thôi. Lắp đi. Thì không có pin là nhẹ bao nhiêu. Rồi, nắp vào cho lên hình nữa. Rồi, xịn luôn. Độ, ấn đi. Đâu, mặt đây là. Thế này. Dùng mặt đắp mặt. Đây. Sai mấy? Gà sang rồi. Có pin đâu, phải sạc. Phải sạc. Ừ, có pin là pin hết. Đúng rồi, là trước là cũng phải sạc cái đi. Ờ, thế cảm ơn bạn chạy vào cái bạn đấy có pin được bạn. Thơm không anh Độ? Không thế. Thơm lắm mấy bạn. Mày động vào chặt này. Mày động vào chặt này. Nghe chưa? Động vào chặt này. Bao tiền? Đây. Quay có pin không? Quay đây. Được. Đây này đúng luôn. Hơn 20 triệu đấy. Mày lại không nên lại bố. À đấy. Mẹ nó chưa sửa cho Độ này. Anh Nick. Nói có tiếng Việt đâu. Không có tiếng Việt. Hello anh em, hôm nay là sang mình ăn cỗ đội nhỉ? Ừ. Ăn mừng các em mới được. Chả thế thì sao? Anh em nhé, hôm nay thì có món gì không? Cá thì mình nó lên được có sướng ấy. Vịt luộc. Vịt luộc ấy. Vịt luộc cái gì đấy? Ngon đấy, món này ngon đấy. Hôm nay. Ấm đi, nhìn đi. Vâng, hôm nay là đầu tư cho Độ nó mua cái máy không? Máy quay 20 triệu, Độ nó sang ăn mừng. Bình lại ăn mừng gỗ ấy. Đi ra ngoài xem coi. Đi ra ngoài ăn cơm đi. Vâng. Mình ngại nhiều. Mình ngại nhiều lắm nếu không quay. Người yêu đâu? Đây em nhá, hôm nay nào Độ ăn mừng đây nhá. Có tí em nhắn đây. Ủa, tối lắm rồi. Từ từ xem đây là tối. Đây. Giới thiệu với anh em, đây là gì nhỉ? Hôm nay sạch đấy Độ. Đây là bia, đây. Đây là mực. Ui, mực này. Ngon chưa? Mực anh em nhá. Đó, đây là tiết canh. Ở đây là món đi xào xào ấy. Món đấy, đây là ui bình làm bao nhiêu món này. Xào gì? Xào năn à? Xào ớt. Xào ớt, nhưng mà không có ớt, xào xá thôi. Còn đây là vịt luộc. Đây là một bát xáo. Ui, một con vịt mà mình đã chế biến được rất nhiều món này. Đó, anh em có thể xem. Nói chung là thuê anh em ạ. Này thì sang mình ăn cỗ anh em nhé. Để là ăn ké cái máy quay của Đúng. Đúng với sáng quá, 20 triệu đi tí đấy. Thế hôm nay em mình sang đây, làm tí nhờ. Nhưng mà bạn đâu là sang đây ăn ké đi đâu rồi. Đây, trông này trông đẹp lắm. Xứng đó. Ui, đẹp lắm hổ. Đẹp lắm. Như nhà hàng ấy. Như nhà hàng luôn. Bình nó làm cái khác này. Nhưng mà thế sao thì có một dĩa nhỉ? Cái này nó bơi rồi. Ừ, sao bắt được bơi đấy? Hả? Bơi rồi. Bơi rồi. Đấy là đầy quá. Đầy quá. Đấy. Một tí thì mình ngồi đây, mình ăn lên mực kìa. Nó ngon lắm. Kinh một con vịt mà mình cứ làm nhiều món nhỉ. Tuyệt vời luôn rồi. Trắng miệng coi này. Ui măng này. Tuyệt vời chưa? Măng rừng ấy. Ngọt đấy. Mình phải làm tí nữa. Để ra vào đây. Cô ơi bác. Ờ đâu anh. Cái này em vớ không vớ à? Lấy cái bóc xe đi kìa. Bóc này. Vớt măng lắm. Này mà xây dựng bia là ăn này vào bá cháy luôn. Tính loạn thôi. Một con vịt mà mình làm lắm món trong đá. Như bọn cháu chỉ cho vào luộc ấy. Như bọn cháu mà chút vịt thì bọn cháu chỉ cho vào luộc thôi. Có con vịt thì này, bọn cháu chỉ cho vào luộc chứ không làm được nhiều món như này. Làm ấy, về 7 giờ mới về muộn quá. Cô ơi bác. Thằng ấy để nó mua máy quay chắc là lại ấy hả? Lại... Đi vợ. Đi vợ? Vâng. Cái này là mấy đứa này là mối dòng tình của cô chứ không bị ép nốt được. Không vâng, cô bảo là rất yêu. Mà mình không có ai hết sợ là mình. Em sợ ơi, mình chơi xa. Các bác chơi xa rồi, chơi xa rồi. Học này rồi luôn gì nhỉ? Mình cũng không yêu rồi, nó giấu. Giấu lắm thật ra. Anh mình có phải em không? Các bên anh đẹp. Nhà anh đầy thanh long. Có quả đâu, mà có hoa. Nhà anh đầy thanh long ấy. Nhà anh có. Thế mà không có đấy. Hậu nó có ăn đâu. Ăn
ô luôn. Đi. Cốc đâu? Hả? Cốc vậy? Cốc rửa, cốc rửa. Cốc rửa kìa, mình đây có thủy tinh này, chú mình rửa. Ê, khỏe không bác? Hả? Bất khỏe, bác đi nam tao hổ. Phụ vỡ suốt. Mà, nặng lắm, hay mấy giờ về. Mẹ nuôi mày em. Không gọi mấy cái nghĩa sao. Giấy tờ vẫn còn đi. Giấy tờ vẫn còn đúng không? Hôm ấy độ cũng lấy đúng không? Thôi, hôm là bạn say bạn giấy tờ miệng rồi. Đấy, đây là ăn cốt. Cốt, bắt đi nằm. Vâng. Con nào rảnh răng con chơi? Ừ, rảnh. Tết thì còn chả có thời gian. Vâng. Tết thì có thời gian. Mấy này mình thì bảo là lâu lắm rồi mày không sang nhà tao. Đi nào, cái này không Covid thì đi nào chứ. Xưa Covid thì còn nghĩ nhiều. Mà gọi cái mình có được không? Lâu lắm rồi mới nhìn anh cô độ. Vâng. Vâng. Lắm mày đến thay độ. Độ xong ẩn giật. Dạo này chuyển lên núi hay là chuyển em chuyển xuống biển đang. Hơn làm tí vậy. Okay. Anh ấy làm tí. Rồi chúc phép. Vâng. Lâu lắm không sang bác rồi. Lâu lắm. Lâu lắm mới không sang. Bạn có biết là mẹ có lên giường nghe nó xuống biển rồi nó mất tích. Cảm ơn các bác. Đúng không? Uầy, ngon. Mất mẹ cái uống mất thì. Hello anh em, tại bây giờ muộn anh em nhé. Mình sẽ ra đây mình ngồi uống cốc nước cho vui mà. Đây, cắm sâu nó ngon. Đó cho tí. Bây giờ nó hết ngon rồi phải không? Cốc bình đâu? Ôi trời, cốc bình đâu? Cốc bình đâu? Cốc bình đâu? Cốc bình đây. Bà mới ăn nắp tao một tu. Đâu, rất nhiều uống. Cái pha chứ, đặt từ pha lên vào. Chả không ngon. Cốc bình trà đào, à trà chanh. Trà tắc. Chanh liền tắc đâu đâu, tắc đầu quất. Đây đấy. Bạn say phết anh, mặt đỏ này. Tưng bừng luôn. Cốc bình đúng không các bạn nhá. Đây. Như đánh luôn anh ạ.